chốn an cư viên mãn, đảm bảo không gian sống hiện đại, tiện nghi, trải nghiệm cuộc sống xanh, an lành đúng nghĩa. Một sự kết hợp hài hòa nhưng vô cùng tinh tế tại vị trí trung tâm quận Thanh Xuân, tổ hợp căn hộ, văn phòng và trung tâm thương mại Harmony Square là lựa chọn lý tưởng đáp ứng trọn vẹn giá trị cảm xúc, năng lượng tích cực cho cuộc sống thời thượng tại phía tây nam thủ đô. Với tổng diện tích 4.629m2, tọa lạc tại 63 Nguyễn Như Con Tum, dự án Harmony Square là minh chứng cho vị trí vô tiền khoáng hậu tại quận Thanh Xuân. Dự án sở hữu 4 mặt tiền tiếp giáp hệ thống tuyến phố huyết mạch chính Lê Văn Lương, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Tuân, Nguyễn Như Con Tum. Harmony Square sở hữu tọa độ kết nối đa chiều đến hàng loạt tiện ích cao cấp, giúp những quý chủ nhân tương lai sinh sống tại đây có thể dễ dàng di chuyển sang các quận huyện ven cũng như khu vực trung tâm thành phố thuận tiện và nhanh chóng. Chỉ cần vài phút là có thể tiếp cận đến khu vực văn phòng, công viên, siêu thị, trường học, bệnh viện, cùng hệ thống các địa điểm như trung tâm hội nghị quốc gia, tòa nhà Cang Nam, bệnh viện Đại học Y. Hệ thống căn hộ chung cư Harmony Square mang tới không gian sống tự do và năng động như được Donny đóng giày dành cho khách hàng trẻ yêu thích cuộc sống tiện nghi. Tại đây, mọi nhu cầu từ sinh hoạt, vui chơi giải trí, thể thao sôi động đều được đáp ứng trọn vẹn. Ngay dưới chân tòa nhà là 4 tầng trung tâm thương mại thỏa mãn nhu cầu mua sắm, giải trí và tận hưởng cuộc sống trọn vẹn nhất. Tiện ích 2 bể bơi 4 mùa, bể sục jacuzzi, đường dạo bộ lát đá, khu vui chơi trẻ em. Với sự đầu tư chuẩn mực cùng hàng loạt tiện ích nội khu hiện đại được kiến tạo, Harmony Square hứa hẹn sẽ mang đến cho quý chủ nhân một cuộc sống tiện nghi, sung túc cùng những giá trị sống đích thực không thể bỏ lỡ. Sống đẳng cấp với đầy đủ các nội thất liền tường đến từ hàng loạt những thương hiệu hàng đầu. Sống xanh với 100% căn hộ được thiết kế hai lô da có ánh sáng thiên nhiên, hệ mặt dựng phủ kính lô e chất lượng cao. Sống hiện đại với căn hộ vuông vắn, tối ưu không gian và kiểm soát nền nhiệt trong phòng. Đến với Harmony Square, quý khách hàng hoàn toàn có thể yên tâm và tin tưởng vào một dự án có tính pháp lý minh bạch, rõ ràng. Chủ đầu tư cam kết sẽ trao quyền sở hữu căn hộ lâu dài, khẳng định quyền làm chủ cho gia chủ sở hữu. Chỉ từ 45 triệu đồng một mét vuông, khách hàng đã có thể chính thức trở thành chủ nhân của căn hộ cao cấp phía tây nam thủ đô và sẵn sàng để tận hưởng hàng loạt tiện ích đẳng cấp mang tiêu chuẩn quốc tế.